Thưa quý vị và các bạn thân mến, lâu nay người dân trong nước Việt Nam thường gọi ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú. Thực ra ông không hề lú một tí nào. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, ông đã ban hành một quy định số 214 thay cho quy định 244 mà trước Đại hội 12 năm 2015 ông đã ban quy định 244 để trở thành diện đặc biệt và tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đến ngày 2 tháng 1 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng lại ban hành quy định số 214 để thay thế cho 244 quy đề trên TVK về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhằm thay thế quy định 244 ông đã ban hành trước đó vào Đại hội 12 năm 2015 để trở thành trường hợp đặc biệt. Và ông đã đạt được mục đích cuối cùng là tiếp tục làm Tổng Bí thư ở Đại hội 12. Và đến nay, chuẩn bị bước vào Đại hội 13 vào đầu năm 2021 tới, ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban thêm một quy định khác, đó là quy định 214 về khung tiêu chuẩn chức danh tam trụ hoặc là tứ trụ tiếp theo vào Đại hội 13 tiếp đây để tiếp tục ngồi nữa, ngồi mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng theo quy định số 214 QĐ-TVK ngày 2 tháng 1 năm 2020. Theo đó, bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chuẩn chung về các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau. Với chức danh Tổng Bí thư, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất năng lực có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Có trình độ cao về lý luận chính trị, có kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh sáng suốt trong những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia và của dân tộc. Còn với chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng là có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Trước đây có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ như Bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Còn với chức danh Chủ tịch nước, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời có những phẩm chất năng lực có uy tín, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu, rộng về các công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ như Bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định, trước đây tham gia Bộ Chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên. Còn với chức danh Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất năng lực có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, có năng lực nổi trội toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tư duy nhạy bén, năng động, quyết đoán, quyết liệt, quyết định kịp thời những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến lĩnh vực hành pháp, hiểu biết sâu rộng về nền
hành chính quốc gia, kinh tế xã hội đất nước, kinh tế chính trị thế giới và hội nhập quốc tế. Có năng lực toàn diện về tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị, có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Quyết định 214 QĐ-TVK thay thế cho quyết định 90 QĐ-TVK ngày 4 tháng 8 năm 2017. Theo thông lệ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ có bài phát biểu quan trọng về đường lối, chủ trương của Đảng. Thế nhưng từ lâu rồi, người dân Việt Nam quá hiểu khoảng cách quá xa giữa lời nói và việc làm của Đảng và những lãnh tụ Đảng, nên điều người ta cần thẩm định là thái độ và cách hành xử của Đảng cầm quyền trong những vấn đề kinh tế, chính trị. Cụ thể, người ta muốn ông Trọng tự mình thị là kẻ thủ ác hay chỉ là người mắc lừa. Nhìn lại hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, sau cuộc chiến một mất một còn với bà X, Nguyễn Tấn Dũng và cuộc thâu tóm quyền lực một thân hai ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra suôn sẻ. Nhiều khúc củi là phe cánh đối lập của ông đã bị vào lò, kể cả ủy viên Bộ Chính trị. Đây là điều mà tất cả các Tổng Bí thư khác chưa làm được. Nhiều người ngưỡng mộ tôn sưng ông Trọng như một vị minh quân. Tuy nhiên, hầu hết những thanh củi vào lò đều quá trễ, những hành vi sai phạm bị xử lý đều đã xảy ra từ một hai nhiệm kỳ trước. Những kẻ bị vi phạm đều thăng quan tiến chức ở vị trí cao hơn hoặc đã về hưu theo tuổi tác. Hậu quả tham nhũng thất thoát đã chồng chất thành khối nợ công khổng lồ, thành sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường phải mất hàng chục, hàng trăm năm mới có thể khắc phục. Hơn thế nữa, số củi vào lò vẫn còn quá ít so với số cần được vào lò. Ngay trong bộ máy chính trị của lãnh đạo đương chức hiện nay, nhung nhúc những kẻ đáng gọi là sâu, là củi với những quyết sách phản nước hại dân vẫn đang ung dung tắc quái. Đường sắt Cát Linh Hà Đông, hàng chục BOT bẩn như những mụn ghẻ trên thịt da của đất nước. Những nhà máy nhiệt điện than đang phủ mây ô nhiễm vẫn đang tiếp tục triển khai. Một nền giáo dục xuống cấp cả hai mặt, trí dục và đức dục. Một thành phố Hà Nội chất chồng những phe cánh sân sau ăn chặn nguồn sống, môi trường sống của người dân từ nước sông Xô Lịch, sông Đà, sông Đuống. Thành phố Hồ Chí Minh với vết thương Thủ Thiêm mừng mổ hàng ngàn hộ dân từ hơn chục năm qua. Lịch sử nhân loại từ với sự sụp đổ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa, sự nổi dậy theo kiểu người khổng lồ trên đôi chân đất sét của Trung Quốc đã cho thấy cội nguồn tham nhũng chính là thể chế độc tài, độc đảng. Duy trì thể chế ấy, dùng quyền lực độc tài để chống tham nhũng, chỉ lấy tay che mặt trời. Công cuộc đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình cũng như chỉ là cuộc chiến mượn danh chống tham nhũng để tranh giành quyền lực, quyền lợi giữa các phe nhóm với nhau mà thôi. Gần đây nhất là cuộc thảm sát Đồng Tâm, một cụ già 84 tuổi, một đảng viên 58 năm tuổi đảng, từng bị đánh gãy chân, lại được một chính quyền huy động hơn 3.000 quân đang đêm vào bay vây, ném lựu đạn cay, đánh đập tàn nhẫn, bị bắn chết và bị vu cáo cho là khủng bố. Tài sản, tài liệu bị thu giữ, chiếm đoạt không theo một trình tự thủ tục nào. Về mặt pháp luật, hành vi giết người cướp của tàn bạo này không thể là hành vi của một nhà nước văn minh, do dân và vì dân. Tàn tệ hơn nữa là theo đạo lý của người Việt, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi người đã chết thì bao hận thù cũng nên xóa bỏ. Thế nhưng, thi thể của ông Kình bị mổ xẻ, bị đem lượng giá với con gái của ông Kình để ký vào những văn bản vu khống cha mình. Tiền phúng điếu lễ tang của ông Kình cũng bị phong tỏa, chiếm đoạt luôn. Về đảng tính theo điều lệ của đảng, xử lý đảng viên theo trình tự kiểm điểm, xử lý kỷ luật của đảng từ chi bộ, đảng ủy cấp trên ban kiểm tra đảng, đảng viên còn có quyền khiếu nại. Sau khi xử lý đảng viên mới xử lý theo chính quyền và luật pháp. Nhiều đảng viên như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy tham nhũng tiền bạc ngàn tỷ vẫn được hưởng theo trình tự này và có điều kiện trốn ra nước ngoài.
Dù cuộc đấu tranh khiếu nại bảo vệ đất nông nghiệp ở Đồng Xanh diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng đảng viên lão thành Lê Đình Kình phạm tội gì chưa ai biết, chưa hề bị kỷ luật đảng. Thậm chí, sau lần gãy chân lần trước, ông còn được tướng công an đến thăm tại bệnh viện. Trong mỗi lần phát biểu của mình, ông Kình luôn trung thành và tin cậy, hưởng ứng tham gia vào công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Trước sau, ông Kình luôn chứng minh là ông và tổ đồng thuận của ông ở Đồng Tâm thực hiện theo lời kêu gọi chống tham nhũng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cần lưu ý rằng, hành vi công an cấp trung ương hành xử với đảng viên lão thành Lê Đình Kình đã tra đạp lên điều lệ đảng. Người ta nói đánh chó phải kiêng chủ nhà. Lẽ nào Tổng Bí thư đảng cầm quyền lại cho phép công an giết đảng viên của mình một cách phi pháp? Ông Hồ đã dạy đảng viên phải giữ sự đoàn kết trong đảng như giữ chính con người của mặt mình. Thế mà, cán bộ công an đều là đảng viên, đều học tập ông Hồ mỗi năm. Sao lại có thể giết đồng chí của mình man dợ đến thế? Không rõ vì thiếu thông tin hay vì sức khỏe hoặc lý do nào đó, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có ý kiến gì về cái chết thảm thương oan khốc của đảng viên lão thành gần 60 năm tuổi đảng. Ngược lại, Chủ tịch nước Trọng lại ký quyết định trao huân chương cho 3 chiến sĩ công an bị chết khi tham gia vào cuộc bắn giết ông Lê Đình Kình. Với cách xử lý này, một số người như nhà báo Lưu Trọng Văn đưa giả thiết ông Trọng bị lừa trong vụ Đồng Tâm. Người ta cũng chỉ ra đích danh kẻ cầm đầu của cú lừa này là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã về phe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẩy ông Trọng vào thế tay phải nhúng chàm. Đồng thời, họ cũng đạt mục tiêu chiếm đoạt 59 hectare đất Đồng Xanh. Người ta còn nhớ ông Trọng từng nhắc đến từ nhân đạo khi tạm dừng công cuộc đốt lò trước Tết Kỷ Hợi để cho các thanh củi gộc được ăn cái Tết trước khi vào lò. Lẽ nào lần này ông lại nhẫn tâm giết cụ Kình ngay trước Tết chỉ có nửa tháng? Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án giết người ở bưu điện Cầu Voi với tử tù Hồ Duy Hải. Sau 12 năm oan khốc, vụ án được các luật sư và chính đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của cả 3 ngành tố tụng. Hai nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang đã từng có ý kiến chỉ đạo xem xét, nhưng với áp lực của Tô Lâm, Trương Hòa Bình nên những ý kiến này đã bị dìm đi. Việc khai quật giám đốc thẩm vụ án phải có áp lực từ cao lắm, người ta đoán là có thể từ ông Trọng. Vấn đề là tham gia vào vụ Đồng Tâm không chỉ có công an, ngân hàng mà còn có cả bộ máy tuyên truyền từ hơn 300 tờ báo lề đảng, hệ thống đài phát thanh truyền hình, đội ngũ dư luận viên, nhất hô bá ứng đưa tin theo nguồn của Bộ Công an cung cấp. Bộ Ngoại giao hoặc hưởng ứng hoặc thụ động tham gia nhưng cũng có góp phần khi im lặng né tránh, không cấp giấy phép cho báo chí quốc tế tham gia điều tra đưa tin về sự việc này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhanh chóng tăng cấp hàm phong liệt sĩ và cùng với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự lễ tang theo nghi thức nhà nước với 3 cán bộ chiến sĩ công an đã chết do trượt té khi tấn công vào Đồng Tâm. Những động thái này khẳng định việc giết ông Kình, đàn áp người dân Đồng Tâm là đúng. Vụ thảm sát Đồng Tâm đã gây tiếng vang rất xấu cho bộ mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước với dư luận quốc tế, tạo hệ quả xấu cho quan hệ đối ngoại. Điều quan trọng hơn là trong đối nội, người dân trong nước càng mất niềm tin, càng phẫn uất hơn với cái đảng, chính quyền cai trị trước hành vi tàn ác bất nhân, bất chấp pháp luật và đạo lý. Quan trọng hơn nữa là quan hệ trong đảng. Thân phận đảng viên cấp thấp như cụ Kình là thân phận của số đông trong hơn 3 triệu đảng viên hiện nay. Họ là những người phải trực tiếp làm những công việc cụ thể do đảng, chính quyền giao và trực tiếp quan hệ với người dân. Cái chết thảm của người đảng viên cao niên, trung thành như cụ Lê Đình Kình đã làm tan vỡ nốt chút niềm tin cuối cùng vào đảng, vào ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu Tổng Bí thư Trọng thật sự bị lừa, thì nhân kỷ niệm 90 năm thành lập đảng, ông phải làm một điều gì đó để rửa mặt cho oan hồn của cụ Lê Đình Kình. Nếu ông Trọng không làm được điều gì cụ thể mà chỉ im lặng né tránh, thì niềm tin của các đảng viên cấp thấp với ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn sụp đổ. Hoặc họ buộc phải nghĩ rằng Tổng Bí thư và cả Đảng Cộng sản là loại tham lam khát máu, có thể thanh toán giết chết đồng chí của mình không gớm tay,
chỉ vì những quyền lợi nhỏ nhoi. Sau ông Kình sẽ có thêm người, nhiều người khác và lần hồi có thể sẽ xảy ra với họ. Có thể họ sẽ chết, sợ đảng, sợ ông Trọng hơn, nhưng niềm tin thì không có. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ra sao khi chỉ còn lại những kẻ nhút nhát, chỉ có sự sợ hãi mà thiếu lòng tin? Ông Trọng liệu có sẵn, nếu hiệu có còn hãnh diện tự hào là một minh quân thế thiên hành đạo? Ông Trọng có thể còn hãnh diện khi lãnh tụ của đảng, nhà nước, các quốc gia khác nhìn ông như một tên độc tài khát máu đang dẫn dắt một đảng gồm có một ít con sói và cả một đàn cừu? Có rất nhiều điều người dân cần đến tinh thần cải cách thể chế, nội dung và quan hệ ứng xử của Việt Nam với nước lạ để thể hiện chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc. Nhưng điều đó còn quá xa xôi. Thông điệp cần nhất mà người dân còn le lói chờ ông Trọng là đồng tâm. Phải sửa sai, phải xin lỗi, minh oan cho cụ Lê Đình Kình và người dân đồng tâm. Phải xử lý thích đáng những hành vi phạm pháp bất cứ giá nào. Đến giờ phút này, Việt Nam đã công bố dịch corona trên toàn quốc, nhưng vẫn chưa có động thái đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch lây lan. Hành động đóng cửa biên giới với Trung Quốc đã được nhiều quốc gia làm, trong đó có Triều Tiên và Nga. Lý do Việt Nam vẫn chưa đóng cửa biên giới đã được Phạm Bình Minh, là Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam, nêu rõ trong cuộc họp chính phủ hôm 30 tháng 1 là không thể đóng được vì Việt Nam có ký kết hiệp định với Trung Quốc nên không thể đơn phương đóng được. Hiệp định về quy định quy chế quản lý biên giới trên đất liền của Việt Nam và Trung Quốc có hiệu lực ngày 14 tháng 7 năm 2010. Ngày 18 tháng 11 năm 2009 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đại diện chính phủ Việt Nam, và Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vĩ, đại diện chính phủ Bắc Kinh đã ký hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền của Việt Nam và Trung Quốc. Khi một hiệp định được thảo luận đàm phán trước khi đặt bút ký sẽ được trình ra Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có quyết định cuối cùng là đồng ý nên ký hay không nên. Nguyễn Phú Trọng lúc đó đang là Chủ tịch Quốc hội. Để có thể ký hiệp định này, chúng ta cần nhắc lại một chút lịch sử để làm rõ bối cảnh hiệp định này được ký. Nó bất lợi đến chủ quyền Việt Nam khi cửa nhà mình cũng không thể đóng lại khi phải xin phép thằng hàng xóm. Phải nói hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền của Việt Nam-Trung Quốc là kết quả của việc Việt Nam nhượng 15.420 cây số vuông trong hiệp định ước phân chia biên giới năm 1999. Trung Quốc và Việt Nam hoàn thành việc cắm mốc biên giới sau khi phân chia lãnh thổ năm 2008. Trong đó, Việt Nam nhượng Ải Nam Quan và Thác Bản Dốc sau năm 2009 bắt đầu ký kết về quy định quản lý. Nhưng nếu trên các khía cạnh thì Việt Nam thật sự nằm dưới cơ của Trung Quốc, khi đến ngay việc thực thi chủ quyền cũng không có, phải đợi Trung Quốc đồng ý mới được đóng cửa. Nguyễn Phú Trọng cũng như các đàn anh của mình rất trung thành với Bắc Kinh, sẵn sàng ký kết các hiệp ước mặc dù biết đó là hành động bán lãnh thổ, bán luôn cả chủ quyền quốc gia. Phải chăng nhờ làm đẹp lòng Bắc Kinh nên Nguyễn Phú Trọng cho tới giờ vẫn ngồi đốt lò, cho dù lửa lò cháy cả Giang Sơn, cháy luôn lòng tin của nhân dân? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.